Hi, xin chào tất cả các chiến hữu, xin chào tất cả các anh em. Ở đây lâu lắm rồi, bây giờ mới làm lại video để chia sẻ cho tất cả các bạn về những cái vấn đề về photocopy. Các bạn biết là mới sáng ra thì máy như vậy thì chắc là không có vui được rồi, tại vì máy nó đang bị trục trặc cái vấn đề đó, nên hôm nay mình sẽ có dịp mình làm cái video này để mình chia sẻ đến cho các bạn. Cái nguyên nhân của nó là do là khi mà mình máy vẫn hoạt động bình thường, nhưng mà khi mà chạy á khi mà chạy thì cái mực nó không có bám trên cái tờ giấy các bạn thấy. Rồi, thấy mực này nè à. Nhưng mà khi mình chạy ra, mình chùi qua là nó sẽ dính vào tay này, bạn thấy không? Dính vào tay. Thì với cái tình trạng của tình hình như thế thì mình suy nghĩ ngay là tới cái bộ sấy. Tại vì khi cái bộ sấy nó làm nhiệm vụ là nó sẽ sấy cái mực để cho nó dính lên cái tờ giấy. Thì khi qua bộ sấy, nếu mà những cái bộ sấy mà nó gặp vấn đề trục trặc thì nó sẽ gây ra hiện tượng như thế đó. Nếu trước tiên thì các bạn nên vào cái bàn kiểm tra lệnh, kiểm tra cái lệnh ở nhiệt độ ở trong máy. Thì cái thao tác lệnh kiểm tra nhiệt độ trong máy các bạn sẽ làm như sau. Để kiểm tra vào lệnh trong máy, các bạn chọn nút ly vàng, tức là ly mode. Các bạn chọn số 107. Các bạn giữ nút đỏ ly stop khoảng 5 phút. Sau đó các bạn chọn lệnh copy SP. Sau đó ở đối với nút này thì các bạn chọn vào cái lệnh 1105. Bạn bấm enter. Thì đây là cái initial, tức là cái thông số mặc định là 190 của theo nhà sản xuất, và trên đây là cái máy của mình đang người ta đang cài đúng ở chế độ 190. À, còn nếu các bạn muốn tăng cái nhiệt độ này thì các bạn cứ tăng, cứ bấm, nếu các bạn muốn lên 195, sau đó các bạn nhấn enter và các bạn tắt máy, mở máy để cho máy nhận diện lại cái nhiệt độ mới. Đó là cách kiểm tra nhiệt độ sấy ở trong máy. Sau khi kiểm tra nhiệt độ trong máy, các bạn thấy là giữa cái thông số giữa cái nhà sản xuất với lại cái thông số mà nó hiện phía trên ấy, là nó ok, tức là nó không còn vấn đề gì trong cái phần gọi là phần mềm nữa đi. Thì bây giờ là mình sẽ cho nó cứng. Thì bằng cứng bây giờ các bạn sẽ mở cái nắp này ra nè, mở cái nắp máy ra thì phía trên nó có hai cục chốt điện, hai chốt điện phía trên phía dưới á. Các bạn lấy cái kéo cái gì các bạn gắn vào để giống như là nó đóng cái chốt lại, thì các bạn sẽ coi nè. Trước khi đó các bạn mở cái nắp ốp của cái bộ sấy ra và cái nắp ốp của cái quạt ở trong cái làm mát beo á. Thì các bạn mở ra để các bạn dễ nhìn. Thì cái đó các bạn mở ra, các bạn sẽ thấy là nếu ở trong đây các bạn coi thử, kiểm tra thử là cái đèn nó có tắt hay không. Tại thường thường đối với cái máy mà 2075 thì ở đây nó có ba cái đèn, nó có ba cái bóng đèn như này nè các bạn. Để mình quay cái xuống cái cho các bạn coi nha. Ở đây nó có ba cái bóng đèn như đây nè, các bạn thấy ba bóng đèn. Nếu các bạn mở vào mà các bạn thấy cái bóng đèn nó vẫn sáng thì mình sẽ loại trừ nguyên nhân là nó bị đứt cái bóng đèn, là mình sẽ loại ra, mình sẽ không có nghĩ tới bóng đèn nữa. Và kế tiếp các bạn hãy kiểm tra cho mình là coi thử là cái lô lô ép, tại vì khi giữa cái lô lô ép và cái lô lô sấy nó còn sẽ có liên quan với nhau. Nếu mà hai cái nó không ép chặt với nhau á, là nó sẽ gây cái hiện tượng là nó sẽ không chứng được. Cái đó các bạn coi thử là ở phía sau á, ở phía sau của cái lô lô ép á, là nó có cái lò xo ép của lô lô ép này, nó đẩy cái lô lô ép lên thì các bạn coi thử nó đã ép chưa. Nếu mà nó có bật xuống, nếu có bật xuống vậy thì nó chắc chắn nó sẽ không có dính bật. Chúng ta chỉ gặp tình trạng đó thì chỉ qua nó không ép kỹ, nó chỉ dính khoảng một chút bật thôi, và sau đó các bạn sẽ bị thấy nó cái bật nó bị bờ rồi. Cho nên các bạn coi, nếu các bạn tình trạng không thấy rồi thì bây giờ các bạn đã tới kiểm tra. Thì đây cái máy mình là nó bị tình trạng là nó bị gọi là nó bị sụp, ở đây mình gọi là sụp lô lô ép, lý do là nó bị bể cái nhông, bể cái bạc đạn của cái lô lô ép này.
thì các bạn sẽ ở đây mình sẽ mở ra cho các bạn thấy nha. Khi mà các bạn mà máy đang chạy bình thường mà tự nhiên có một cái hiện tượng gì đó thì các bạn sẽ thấy nó đơn giản. Bây giờ mình sẽ nghĩ những cái nào mà nó liên quan với nhau, ví dụ như là ghi hình không được thì mình sẽ nghĩ liên quan tới bộ trống. Nửa trước sau dùng cái tay cái này thôi chứ bây giờ mình mở ra. Mình sẽ chở này ra mình múc thấy qua bên luôn cho các bạn thấy không? Chấm tiền. Tôi nói bữa giờ rất là bận đang cuối năm là in giấy khen rồi luôn tà la nên có cái thời gian nào mà để chia sẻ cho các bạn về cái ngành nghề photo, không có thời gian để mình quay cái video được nên cho đó các bạn nha, các bạn ấy các bạn thông cảm nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn coi. Đây bây giờ các bạn thấy nè, đây, cái mặt đèn nè, nó bị nó cái này nó cái cốt nó bị phá hư cái cốt luôn rồi. Do đó bây giờ là nếu mà không xử lý không mình không có nào xử lý nữa là bắt buộc phải thay cái cốt thôi, tại cái cốt này nó bị hư luôn rồi các bạn thấy không? Do đó phải thay luôn nguyên cái dàn luôn lô ép á. Trong quá trình chạy nè, cái mặt đèn nè nó bị hư nè. Do đó là khi mà chúng ta có ép cỡ nào thì cái mặt đèn nó bị sụp xuống rồi thì nó không có ép ký được với lại trong cái bộ phận của lô xoáy này. Nó không có ép nên khi qua bật nó chỉ dính một cái thôi, nó không có ép kỹ nên bật nó chỉ dính rất là ít, do đó là sẽ gây cái hiện tượng là mật nó không bám cắt hết trên giấy và khi mà chúng ta sờ qua một lớp thì nó sẽ bị cái hiện trạng là bị bong bật đó. Thì do đó là nếu mà các bạn kiểm tra hết những tất cả các bộ phận kia rồi thì các bạn không thấy có vấn đề gì thì các bạn kiểm tra cái lô ép nha. Đây nè các bạn đèn nè, thấy không? Đó, các bạn thấy cái mặt đèn nó như thế này thì nó sẽ gây hình trạng là sụp. Đây là sụp cái lô LOF và nó sẽ bị tình trạng mật không chính. Hoặc là nếu mà nó sụp bên đầu này, nó sụp bên đầu này thì có thể là phía bên này nè, nó ép kỹ là nó không chính một bên này. Nó không chính một góc hoặc là gì đó. Rồi nếu mà các bạn khi các bạn kiểm tra xong các bạn thấy hư cái bộ phận này thì các bạn phải đặt hàng về các bạn thay thôi. Rồi cái thao tác thay như thế nào thì lần trước mình đã có một cái video rồi, mình làm về cái hướng dẫn về thay lô xoáy lô ép thì các bạn cứ lên lại cái kênh. Bữa nay cái kênh của mình là kênh Bado Optical. Lúc trước là các bạn đánh cái từ khóa là in áo thời tiết nó cũng ra, nhưng mà mình chuyển lại cái tên kênh là Bado Optical để mình phát triển thêm nội dung cho các bạn xem. Thì do đó là khi các bạn lên các bạn search rồi các bạn vô một chia sẻ kinh nghiệm gì in photo in đấng đó, các bạn coi lại cái video mà tháo lắp cái thay cái lulo ép và lulo sấy thì các bạn cứ tiến hành các bạn thay. Thì vừa rồi đó là những cái nguyên nhân về chia sẻ về cái nguyên nhân mà nó gây ra cái tình trạng là mực nó không bám chắc vào tờ giấy, nó gọi là rất tình trạng không chính mực. Thì khi đó các bạn gặp tình trạng vậy thì các bạn nên kiểm tra, thứ nhất là nhiệt độ sấy trong máy, thứ hai là các bạn kiểm tra bóng đèn sấy coi thử là ba bóng đèn có bị đứt hay không, nếu bị đứt chúng ta tiến hành buông chúng ta thay, và cái thứ ba là kiểm tra coi thử là
cái bộ phận của cái mặt bạn này, các mặt bạn hoặc là cái cụm lô ép á, nó có bị sập hay không. Nếu nó bị sập thì các bạn hãy tìm cách khắc phục, nó bị hư chúng ta sẽ mua về. Thì đó là những nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng không chính bực. Video của mình chia sẻ đây là hết nha. Các bạn, khi các bạn xem cái kênh của mình, video cái kênh của mình, thì các bạn hãy nhớ bấm nút like. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn share, hoặc các bạn không thích thì các bạn dislike. Rồi các bạn có thể để lại comment. Tại các bạn biết là thời gian gần đây là mình rất là bận, tại vì mình làm có một mình thôi. Bữa nay lính nghỉ hết rồi nên làm có một mình. Thì bắt đầu từ nay thì mình sẽ không có tuyển lính nữa, mà mình chỉ làm một mình thôi. Cái thời gian không có thời gian để trả lời cho các bạn hoặc là gọi điện cho các bạn, thì các bạn thông cảm nha. Để mình sẽ không có trả lời bất cứ một, tại vì thời gian cũng rất là bận. Các bạn biết là công việc của mình vừa làm in đóng, vừa thiết kế, vừa ô tô. Và đối với những cái máy trục trặc như này nè, thì bắt buộc mình phải bỏ ra một ngày thứ bảy nhìn tần số nữa. Cho đó cũng là cái thời gian có, nên các bạn hết sức thông cảm nha. Thì các bạn nào mà hỏi mình là mình chưa trả lời kịp thì các bạn hãy thông cảm với mình nha. Các bạn cũng đừng có nói, cũng đừng có buồn gì hết, tại vì mình sẽ không có thời gian để mình trả lời với các bạn, chứ không phải là mình không muốn trả lời cho các bạn nha. Các bạn cứ yên tâm. Và nhớ hãy, nếu các bạn mới thì hãy đăng ký kênh nha, để theo dõi nhiều cái video sau để mình chia sẻ về cái ngành nghề ô tô và một số cái hoạt động, giống như cái vlog của mình trong cái đời sống thường của mình. Mong các bạn hãy ủng hộ kênh mình. Và bây giờ xin chào tất cả các bạn nha. Bye bye.